Trước hết là để đưa lên cái kho liệu thì chúng ta phải biến cái trang này thành ảnh, để tí nữa chúng ta làm ảnh đại diện để chúng ta nhấn vào. Đây tôi chọn file này, chọn xếp S. Đấy, ví dụ tôi lưu tạm thời ra đâu đó, tôi chọn DPC này, xong tôi lưu tại tạm thời ra ngoài desktop chẳng hạn. Đấy, chọn desktop này. Phần ở phần save as tip này này thì tôi sẽ chọn ở đây là JPEG này, tôi nhấn vào tôi chọn JPEG file interchange format này, tức là nó sẽ lưu cái file PowerPoint thành cái ảnh đấy. Tôi chọn save này. Sau chọn save nó hỏi này thì các cô chọn just this one này, nút ở giữa, tức là chỉ lưu một file thôi, nó sẽ lưu độc lập ra ngoài. Vậy thì đây bây giờ các thầy cô theo dõi sẽ thấy này, đây là cái bài tập kéo thả này. À, tôi vừa 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 tạo này. Còn đây chính là cái ảnh này. Được chưa? Đây là cái ảnh. Thế thì cái bài tập này là nó dạng PPTM này, kéo thả tôi sẽ đưa lên driver bình thường. Còn riêng cái ảnh này thì tôi sẽ chèn nó vào giống như chúng ta làm trang chủ. Bây giờ xin mời theo dõi bước 2 này. Tại bước 2 thì bây giờ tôi sẽ vào phần driver. Đúng không? Ví dụ như các cô làm muốn thư mục riêng, các thầy cô sẽ có một cái thư mục này, chuột phải chọn thư mục mới, đặt tên đây là bài tập kéo thả. Đấy, chọn tạo, tương tự giống bài giảng điện tử. Sau đó lại nhấn phải chuột này, chọn chia sẻ. Ở đây tôi muốn cho mọi người công khai, mọi người đều có thể tải được, thì tôi nhấn vào hạn chế, chọn bất kỳ ai có đường liên kết. Sau đó nhấn vào xong. Đấy, phân quyền xong, sau đó thì tôi mở ra. Và giống như PowerPoint, mở ra rồi thì tôi lại vào phần mới, chọn tải tập lên. Tôi sẽ tìm cái bài tập đó để tôi tải nó lên đây. Bài tập đó tôi để ngoài desktop. Thì bây giờ tôi chọn trong desktop này, bài tập kéo thả đúng không? Đây, bài tập kéo thả này đây. Đấy, đưa lên. Đấy, nó đã đưa lên xong. Sau đưa lên thì tôi trở lại cái kho học liệu. Ví dụ như là cái dạng bài tập kéo thả đấy, tôi muốn đưa vào đây chẳng hạn. Sau khi tạo cái bộ chia đúng không? Bây giờ tôi có cái thành phần này. Cái đưa giống gần gần giống với ở phần trang chủ. Thế sau khi mà đưa lên như thế này thì bài giảng PowerPoint hoặc sơ đồ tư duy, ta nhấn dấu cộng này, chọn từ driver là được. Nhưng ở đây là cái bài tập kéo thả là nó là có cái ngôn ngữ lập trình. Chính vì vậy là khi chúng ta đưa lên định dạng nó PPTM, là đưa bằng driver không được, thì chúng ta sẽ đưa như thế này. Các cô nhìn này. Tôi nhấn vào nút dấu cộng. Tôi chọn tải lên. Giống như trang chủ. Và tôi sẽ tìm đến cái ảnh mà lúc nãy tôi vừa xếp ấy, ảnh đại diện ấy. Còn nếu mà không thích xếp kiểu ảnh đấy thì có thể lấy những ảnh khác cũng được. Đây, JPEG này đúng không? Để đưa lên. Nó được như thế này. Đấy. Sau khi như thế này rồi thì bây giờ tôi quay trở lại driver này. Nhấn phải chuột vào cái bài tập này này. Chọn chia sẻ. Ở đây chúng ta không phải phân quyền, mà chúng ta vào để sao chép cái đường liên kết này của cái bài tập này. Đấy. Sau đó sang cái kho học liệu. Tại đây tôi nhấn vào cái nút liên kết giống như liên kết trang chủ, nhưng ở đây không liên kết các trang có sẵn, mà ta đặt chuột vào cái trang này, phải đặt chuột vào. Sau đó nhấn phải chuột, chọn dán. Thế như vậy tôi dán được cái đường dẫn của cái bài tập kéo thả, tôi nhấn áp dụng. Thế đây tôi gõ này, bài tập kéo thả một, ví dụ thế nhé. Đấy, nhấn công bố. Công bố tiếp. Rồi bây giờ là tôi xem trước này. Thì cô sẽ thấy là nó khác với cái bài giảng điện tử. Bài giảng điện tử đấy, chúng ta đưa bằng driver thì nó như thế này đúng không? Nhấn vào đây là được. Còn cái bài tập kéo thả thì nó sẽ thế này. Đấy, nó là dạng tranh. Bây giờ nhấn chuột vào đây này, nó sẽ mở ra cái driver. Và đây thì người ta sẽ gì ạ? Một có thể xem, nhưng mà thường xem ở đây xem trực tiếp này này, thì người ta sẽ không kéo được đâu nhé các cô nhé. Xem trực tiếp này không kéo thả được. Thì với bài này người ta sẽ phải tải về máy. Sau tải về xong rồi người ta mở ra thì người ta sẽ xem được. Thì đây là cái cách mà để đưa được các cái bài tập dạng là chúng ta làm theo cái lập trình bài tập kéo thả ở PowerPoint, thì chúng ta có thể đưa theo kiểu như vậy, là hoàn toàn có thể đưa được chứ không phải là không đưa được nhé các thầy cô nhé.